Trong 16 ca bệnh nhân dương tính với COVID-19 thì hiện Vĩnh Phúc chiếm 11 người. Hiện hai đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã bắt đầu thường trực 24/24 giờ tham gia chống dịch tại tỉnh này. Được biết hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã cô lập vùng có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Theo Bộ Y tế, 11 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Vĩnh Phúc sống tại 3 huyện Bình Xuyên 9 trường hợp, Tam Đảo 1 trường hợp và Tam Dương 1 trường hợp. Trong đó đã phát hiện 5 ca do lây truyền thứ phát tại địa bàn huyện Bình Xuyên. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm dừng tất cả các hoạt động chưa cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch, dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn và cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22 tháng 2. Hiện nay đối với Vĩnh Phúc ưu tiên nhất đó là chúng ta phải làm tốt công tác khoanh vùng dập dịch. Đó là đối với những xã mà có bệnh nhân thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo với Vĩnh Phúc đó là chúng ta khoanh vùng tất cả các cái địa phương và các cái khu vực đó bằng các cái biện pháp đó là tất cả những đường vào, đường ra của các cái xã mà có bệnh nhân đó thì đều được thành lập các cái trạm kiểm soát để mà kiểm soát tất cả những cái phương tiện ra vào và các phương tiện ra vào thì đều được cái phun thuốc tiêu trùng khử độc. Cùng với đó là đặc biệt là phải làm tốt cái công tác phân loại và giám sát cách ly đối với những trường hợp, những đối tượng tiếp cận gần, tiếp cận sau cái tiếp cận gần đó thì những đối tượng tiếp cận gần với đối tượng và với trường hợp bệnh nhân ấy thì đều được phải theo dõi cách ly một cách triệt để. Được biết, hiện Vĩnh Phúc đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, tiến hành khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Thời gian khoanh vùng, cách ly trong vòng 20 ngày, trên địa bàn xã Sơn Lôi đã thành lập 12 chốt, trạm kiểm soát y tế, khử khuẩn, cô lập vùng dịch tại các đầu mối giao thông ra vào trên địa bàn xã. Việc lập chốt thế này, như ban đầu tôi có ý kiến đấy, đó là tất cả các cửa ngõ vào các xã mà có dịch thì đều thành lập các cái chốt kiểm dịch ở đấy. Chốt kiểm dịch thì thành phần sẽ gồm có chính quyền, rồi có đoàn thể, có công an, rồi có dân quân tự vệ, rồi có các thành phần khác. Đấy, cái chốt này chỉ làm nhiệm vụ đó là phải kiểm soát tất cả những cái phương tiện ra vào cái địa phương đó, cái xã đó. Và khi ra vào như vậy thì đều được phun thuốc tiêu trùng khử độc đối với các cái phương tiện đấy để trước khi mà vào với ổ dịch và ra ổ dịch. Để vì cái thứ hai nữa là cái chốt này thì cũng phải hoạt động đảm bảo đến khi nào mà cái địa phương đó, cái xã đó mà cái dịch bệnh được khống chế. Liên quan đến tình hình khoanh vùng, cách ly dập dịch, đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sở này đã huy động 150 cán bộ y tế tăng cường cho 13 xã trọng điểm ở huyện Bình Xuyên trong giám sát, cách ly điều trị các bệnh. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thiết lập bệnh viện dành riêng tiếp nhận các ca bệnh lý hô hấp cấp đặt tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh có quy mô 200 giường. Trường hợp cần thiết có thể tăng cường lên 300 giường. Đã lắp đặt xong các trang thiết bị y tế, sẵn sàng cơ số thuốc cho điều trị dịch COVID-19.